Dạ rồi, lời nói đầu tiên thì con xin gửi lời chào đến bà con cô chú anh chị, và con xin chúc cho bà con cô chú anh chị một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Và lời nói đầu tiên thì con xin gửi lời chúc mừng đến anh Toán Trần. Anh Toán Trần thì được cô Hiền Canada gửi cho anh Toán Trần, giúp anh Toán Trần là 1 triệu để ủng hộ cho cậu ba và ông cụ đó. Thì còn về phía Đạt Long An đó, bà con cô chú anh chị, Đạt Long An cũng là một người anh em của con. Thì có cô Hiền có gửi cho anh Đạt Long An là 1 triệu để mà mua sữa cho con đó, mua sữa cho con của anh Đạt Long An. Và một người nữa là Ngọc Quyền, Ngọc Quyền TV đó bà con cô chú anh chị ơi. Thì cô Hiền cũng có gửi 1 triệu để cho Ngọc Quyền có được cái chi phí cho cuộc sống hàng ngày đó. Nói chung thì rất là vui luôn bà con cô chú anh chị ơi. Mà đặc biệt một cái là cô Hiền còn gửi cho anh Trần Long Ẵn và anh Thánh Khờ mỗi người 1 triệu nữa đó. Và một điều đặc biệt đó bà con cô chú anh chị ơi là đây đó, đây đây là những món quà mà con chuẩn bị đem gửi cho những hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống đó. Thì những món quà này cũng là từ cô Hiền luôn nha bà con cô chú anh chị. Dạ rồi, cô Hiền ở Canada đó. Thì mỗi một phần như vậy á, thì con sẽ một bao gạo và một chai dầu ăn nửa lít đó, chai dầu ăn nửa lít, và thêm một chai nước mắm, một chai nước mắm và chai nước tương đó, chai nước tương, và còn thêm nửa ký đường đó, nửa ký đường đó, và một nửa ký muối. Nhiều lắm bà con cô chú anh chị ơi, dạ nhiều lắm. Thì tổng cộng cái số này á thì về sau con sẽ làm clip để cho bà con cô chú anh chị được xem nha. Và đặc biệt á là trong mỗi cái một phần quà như vậy bà con cô chú anh chị, thì sẽ có một cái bao thư ở một cái bao thư đó, và cô Hiền sẽ gửi vô một cái bao thư này, mỗi một cái bao thư là 100.000 đó, 100.000. Và trong trong mỗi cái bao thư này cũng có thêm phần của chị Lâm Thị Láng đó. Thì chị Lâm Thị Láng sẽ có 10 phần, là mỗi một cái bao thư như vậy thì chị Lâm Thị Láng sẽ ủng hộ vô là 50.000 nữa đó. Thì tổng cộng 10 phần là 500.000 đó. Dạ vậy thì đó, đây là những gì mà con chuẩn bị lên đường đó. Thì vui lắm mà con cô chú anh chị ơi, vui lắm được trong cái lúc này là cái lúc khó khăn của rất là nhiều bà con cô chú anh chị đó. Thì mình có được cái món quà này thì bà con cô chú anh chị mừng lắm. Dạ, và đặc biệt một cái con là người mừng nhất đó, con là người mừng nhất vì con được đem những món quà này để mà trao tận tay cho những người mà gọi là đang khó khăn thật sự trong lúc này. Hy vọng rằng bà con cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng con, đồng hành cùng con để mà ủng hộ, và giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh thật sự là khó khăn bà con cô chú anh chị ơi, nhưng mà họ muốn vươn lên trong cuộc sống. Được rồi, bây giờ con soạn phần nhé. Đây con soạn thử một phần cho bà con cô chú anh chị được xem nha. Rồi đây
Đây là một phần quà như bà con cô chú chị. Và đây một bao gạo đó. Đó, như vậy thì người ta sẽ rất là vui, bà con cô chú chị ơi. Đó. Đó. Đó, như vậy là bà con cô chú chị đó. Dạ rồi. Thì kể từ ngày mai thì con sẽ bắt đầu lên đường để mà làm một cái chiếc cầu nối, nối các mạnh thường quân, cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đến với những cái hoàn cảnh gọi là muốn vươn lên cái khó, nhưng mà không biết gì một cái hoàn cảnh nào đó mà người ta vươn lên không nổi đó. Rồi bây giờ con sẽ là người mang những cái món quà này đến cho người ta để người ta sẽ có một cái gì đó gọi là niềm vui trong cuộc sống mà người ta cố gắng vươn lên đó. Con chỉ muốn như vậy thôi đó. Rồi bà và con hy vọng rằng bà con cô chú anh chị sẽ xem cho con để mà ủng hộ con, để con có thêm một cái gọi là chút đỉnh để mà con có thể tiếp tục làm cái công việc này, bà con cô chú anh chị ơi. Vậy rồi con xin chào và hy vọng rằng bà con cô chú anh chị sẽ like cho con và chia sẻ cho con để con có được một cái động lực mà tiếp tục làm cái công việc này, bà con cô chú anh chị ơi. Vậy rồi con xin chào và hẹn gặp lại nhé.